Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của ca sĩ, đó chính là ca sĩ Bùi Trương Linh. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có tên của một ca sĩ, đó chính là ca sĩ Bon Nghiêm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay của mình hôm nay sẽ có tên của một ca sĩ, đó chính là ca sĩ Khả Hiệp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Khả Hiệp. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với màu đỏ nha. Mọi người ơi, đây phần đầu tiên của mình là màu đỏ nha. Các bạn ơi, màu đỏ của mình là phần đầu tiên. Các bạn ơi, đây là màu đầu tiên của mình nha. Bây giờ mình sẽ xỏ màu vàng nhé. Mọi người ơi, đây màu vàng của mình nha. Các bạn ơi, đây là màu vàng của mình nhá. Mọi người ơi, đây là phần màu vàng của mình. Tiếp theo là mình chọn màu cam. Sau màu cam mình sẽ xỏ luôn là màu đen nha. Đây là phần màu đen và màu cam của mình này. Đây, đây là hai màu tiếp theo của mình, màu đen và màu cam nhé. Bây giờ các bạn ơi, đây là hai màu tiếp theo của mình, đó chính là màu cam và màu đen. Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha. Giờ mình xóa hạt chữ nha mọi người.
Nhớ bây giờ mình sẽ nối hai đầu vòng lại với nhau nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ nối hai đầu vòng của mình lại với nhau nha. Bây giờ mình đang trang trí nốt vần vòng của mình nhé. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Mọi người ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Còn bây giờ